tôi đoán. Vâng. Nếu mà đèo được thì tôi cái tờ kê của mình đâu. Bây giờ nó chưa về được. Chú là ra ở bên Đức Giang nhỉ? Ở bên Đức Giang, nhưng nhà thì ở với Hải Dương. Lên đây từ Tết giờ làm, trong Tết có dám về đâu. Về thì không lên đây được, bây giờ hiện tại là đến. Chú ở bên Đức Giang, với Hải Dương, chú lấy cho mình con xúc ép 1500, 340 tại ZK Audio đấy. Chú đang có $1 340. Chú ghép súp về ghép 340 trở lên thì bắt đầu của anh súp nó mới sâu và uy lực. Thì riêng con súp F1500 này thì bên em phối ghép với những loa 340, 350 rất là tốt vì công suất rất là lớn, nó 1000W thôi. Và đây là súp điện và chơi hơi thì rất dễ phối ghép với thiết bị âm thanh gia đình. Đó, kể cả âm ly, loa kéo hay là những cái đẩy điện vang hay là những cái con nâng tiếng hay là con vang, cơ vang số đều kết nối được với súp điện các bác nhé. Hàng chính hãng. Vâng, rất là cảm ơn chú đã lấy rồi ạ. Gọi trả nhớ chú là đi tới gọi đấy, số tới là sáng tới gọi anh nhớ số của chú. Có cứ lấy tên thôi. Lấy tên là số điện thoại anh lưu rồi. Ngô Văn Tịnh. Chú Tịnh à? Ừ. Chú Tịnh. Nghe này sâu không chú? Đó. Còn ra sút này hay không? Đâu, chú ở đâu Hải Dương nhỉ? Hải Dương. Cầm Giang Hải Dương. Cầm Giang. Em thì 500 là nhiều bác sử dụng rồi, nghe đánh giá tuyệt vời luôn ạ. Cho lên tí thôi. To lên tí cho chú thưởng thức. Cảm ơn chú đã ủng hộ rồi ạ. Và mọi thông tin chi tiết các bạn phải gọi điện theo 2 số hotline trên video. Trên tấm biển quảng cáo và địa chỉ của bên em nằm ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng ta cũng có thể đến trực tiếp trải nghiệm như bác khách ở dưới Hải Dương đấy ạ.